Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Loan Sài Gòn TV qua sự trình bày của Vi Anh và Thảo Tiên. Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden dương tính với COVID-19. Hai người đàn ông bị truy tố vì cái chết của 53 di dân ở Texas. 30 người bị truy tố vì gian lận y tế trị giá 1,2 tỷ Mỹ Kim. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Tòa Bạch Ốc cho biết sáng nay, Tổng thống Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng đang có các triệu chứng nhẹ. Tổng thống Biden, 79 tuổi, sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của văn phòng và đã bắt đầu tham gia một khóa điều trị bằng thuốc kháng sinh Palovit, theo thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc. Karine Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố, Tổng thống Biden đã được tiêm phòng đầy đủ và tăng cường 2 lần và có các triệu chứng rất nhẹ, phù hợp với các hướng dẫn của CDC. Tổng thống sẽ cách ly tại Tòa Bạch Ốc và sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Sáng nay, Tổng thống Biden đã nói chuyện với nhân viên qua điện thoại và sẽ tiếp tục tham gia các cuộc họp qua điện thoại và Zoom khỏi dinh thự trong khi ông bình phục. Ông sẽ trở lại làm việc bình thường sau khi kết quả xét nghiệm âm tính. Và thưa quý vị, hai người đàn ông bị truy tố vì cái chết của 53 di dân ở Texas. Hai người đàn ông đã bị Đại Bồi Thẩm Đoàn Liên bang truy tố vào ngày hôm thứ Tư với tội danh liên quan đến hoạt động buôn lậu, thất bại dẫn đến cái chết thảm khốc của 53 người dân cư ở San Antonio vào tháng trước. Người điều khiển chiếc xe đẩy tên là Homero Zamorano và người bị cáo buộc là người lập kế hoạch cho chiến dịch, Christian Martinez, đều là người gốc ở Texas. Mỗi người có thể phải đối mặt với án chung thân hoặc là thậm chí là tử hình nếu bị kết tội vận chuyển và âm mưu vận chuyển người di cư bất hợp pháp dẫn đến tử vong. Cả hai bị truy tố về tội vận chuyển và âm mưu vận chuyển người di dân bất hợp pháp dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Hàng chục người chết vì điều kiện vô nhân đạo và ngột ngạt bên trong chiếc xe 18 bánh được đóng kín là hoạt động buôn lậu người di cư chết chóc nhất qua biên giới giữa Hoa Kỳ và từ Mexico. Những người di cư, nhiều người đã chết hoặc là sắp chết, được phát hiện trong chiếc xe tải trên một con đường xa xôi ở San Antonio. Zamorano, 46 tuổi và Martinez, 28 tuổi, vẫn bị liên bang giam giữ mà không được tại ngoại chờ xét xử. Đoạn video giám sát cho thấy chiếc xe 18 bánh đi qua một trạm kiểm soát biên phòng với người lái xe phù hợp với mô tả của Zamorano. Một cuộc khám xét điện thoại di động của Zamorano cho thấy các cuộc gọi với Martinez về hoạt động buôn lậu. Zamorano được tìm thấy trong một cánh đồng gần với nơi chiếc xe tải được phát hiện và bắt giữ vào tháng trước. 30 người bị truy tố vì gian lận y tế trị giá 1,2 tỷ Mỹ Kim. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư đã công bố cáo buộc chống lại 30 người bị cáo buộc gian dựng các âm mưu gian lận trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên khắp nước. Trong đó có tên chủ phòng thí nghiệm và giám đốc điều hành công ty, nằm trong số những người bị cáo buộc đặt hàng các xét nghiệm và thiết bị y tế không cần thiết hoặc gian lận trị giá 1,2 tỷ đô la. Bộ Tư pháp cho biết các bị cáo đã sử dụng y học từ xa để có được đơn đặt hàng cho các xét nghiệm y tế không cần thiết. Theo tài liệu của tòa án, các xét nghiệm và thiết bị thường được đặt hàng mà không có bất kỳ sự tương tác nào với bệnh nhân và mang lại rất ít thông tin có giá trị cho bệnh nhân hoặc bác sĩ chăm sóc chính của họ. Trong nhiều vụ truy tố, chủ sở hữu và nhà điều hành các phòng thí nghiệm y tế bị cáo buộc hối lộ bất hợp pháp và thậm chí trả tiền cho các công ty y tế từ xa.
các chuyên gia y tế và các công ty thiết bị y tế để đổi lấy sự giới thiệu của bệnh nhân nhằm thúc đẩy kinh doanh vì lợi ích cá nhân của họ. Một nghi can tên Jamie McNamara và các đồng phạm khác bị cáo buộc đã sử dụng phòng thí nghiệm giả để gửi khiếu nại sai hoặc không cần thiết cho Medicare về các xét nghiệm và thiết bị y tế không cần thiết, trị giá hơn 174 triệu Mỹ Kim. McNamara sau đó bị cáo buộc rửa tiền thông qua một mạng lưới phức tạp, gồm các tài khoản ngân hàng và tài sản bao gồm xe sang, du thuyền và bất động sản. Đây là một phần trong nỗ lực điều tra tội phạm y tế Hoa Kỳ. Năm ngoái, 138 người bị buộc tội vì tham gia vào các chương trình y tế từ xa và gian lận chăm sóc sức khỏe khác trên khắp đất nước có thể gây hại hơn 1,4 tỷ Mỹ Kim. Và thưa quý vị, một ly cà phê bỏ rơi đã giúp cho phá vụ án giết người. Một vụ án mạng chết lâu đời ở quận Lancaster của tiểu bang Pennsylvania sắp giải quyết nhờ một ly cà phê bỏ rác. Nghi can tên là David Sinopoli, 68 tuổi, bị bắt vào sáng ngày Chủ nhật và bị buộc tội trong vụ giết cô Lindsay Sue Bichler, 19 tuổi năm 1975. Cô đã bị đâm chết tại nhà riêng của mình. Trong hơn 4 thập niên qua, thì các nhà điều tra đã theo dõi các đầu mối, nhưng phải đến khi họ sử dụng DNA tiên tiến và theo dõi gia phả thì tên Sinopoli mới trở thành nghi phạm. Điều tra cho thấy nạn nhân tên là cô Bichler đang sống tại căn chung cư ở Manor Township với chồng vào thời điểm cô qua đời. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào ngày 5 tháng 12 năm 1975 bởi dì và chú của cô khi họ ghé vào căn chung cư để trao đổi công thức nấu ăn. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cô Bichler bị đâm 19 nhát vào cổ, ngực và lưng và có những vết thương do cô cố gắng chống đỡ. Lúc đó thì bằng chứng di truyền được thu nhập nhưng chưa có kỹ thuật xét nghiệm sau khi một trường hợp án mạng khác gần đó được giải quyết với sự trợ giúp của bản thân tích di truyền thể. Vào những năm sau này thì các nhà điều tra đã quay trở lại tập trung vào vụ án mạng của cô Bichler. DNA thu nhập từ quần áo của cô được gửi đến phòng kiểm nghiệm và đặc biệt những người có quan hệ tổ tiên với Gasparini, Ý, một thị trấn nhỏ ở miền Nam. Các nhà điều tra cho biết khoảng 2.300 người có quan hệ di truyền người Ý đang sống ở quận Lancaster vào khoảng thời gian xảy ra vụ giết người. Nhờ phương cách loại bỏ, thám tử dần dần thu hẹp số nghi can. Và cuối cùng thì tên Sinopoli trở thành nghi phạm nổi bật và cảnh sát bắt đầu theo dõi sát hơn. Các nhà điều tra đã khám phá rằng nghi can Sinopoli đã từng sống tại cùng khu chung cư nơi mà cô Bichler đang sống vào thời điểm cô bị giết. Các nhà điều tra nhận ra rằng Sinopoli vẫn tiếp tục sống ở khu vực này cho đến khi bị bắt. Vì vậy thì họ quyết định làm việc để lấy mẫu DNA. Một thám tử đã theo dõi và lấy được ly cà phê Sinopoli bỏ vào thùng rác tại phi trường quốc tế Philadelphia trước khi lên máy bay. Phân tích được thực hiện trên DNA từ tách cà phê trùng hợp với DNA từ hiện trường của vụ án. Sau hơn 43 năm kể từ khi giết người, giờ đây thì Sinopoli mới bị buộc tội, một tội giết người và đang bị giam giữ không được tại ngoại. Thống đốc Newsom ký ban hành luật theo dõi một số tội phạm bạo lực tình dục. Các nhóm thực thi pháp luật và các nhà cải cách tư pháp hình sự đang mâu thuẫn về một dự luật do thống đốc Gavin Newsom ký vào hôm thứ Ba sẽ cho phép tiểu bang theo dõi một số kẻ bạo lực tình dục thông qua hệ thống định vị toàn cầu hay còn gọi là GPS. Các nhà lập pháp đã thông qua dự luật AB 1641 với đa số áp đảo ở cả Quốc hội và Thượng viện, được ủy quyền bởi dân biểu Brian Mayenchens ở San Diego. Dự luật sẽ yêu cầu những kẻ có quá khứ bạo lực tình dục sẽ phải được theo dõi trong chương trình phóng thích có điều kiện khỏi các chương trình phục hồi. Tuy nhiên, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ và Luật sư Tư pháp Hình sự California đều phản đối đạo luật này. Liên minh Tự do Dân sự ACLU cho rằng, những người được trả tự do có điều kiện theo đạo luật về kẻ bạo lực tình dục đã được tòa án xác định. Dựa trên ý kiến chuyên gia không gây nguy hiểm cho công chúng thì không cần bị theo dõi như vậy. Cho rằng, việc theo dõi bằng GPS là một thực tiễn đáng nghi vấn. Lập luận rằng những kẻ phạm tội tình dục bị kết án được trả tự do, có điều kiện, đã ngồi tù và được điều trị tại bệnh viện. Được xây dựng vào năm 2005, bệnh viện điều trị những kẻ bạo lực tình dục mắc chứng, rối loạn tâm thần khiến họ không thể quay trở lại xã hội, cho đến khi họ trải qua một chương trình trị liệu. Bệnh viện có mục tiêu phục hồi và thả các tù nhân cũ, nhưng ít người lựa chọn phương pháp trị liệu.
Điều này đã đặt ra câu hỏi về ngân sách 250 triệu đô la trước đây. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ, sau đây là bản tin trình đặc biệt buổi chiều của đài Little Saigon TV. Phóng viên của hãng thông tấn Reuters đã đến thành phố cảng chiến lược Mariupol nhằm tìm hiểu đời sống người dân còn kẹt lại tại đây sau hơn 2 tháng kể từ khi quân đội Nga chiếm đóng, khi khắp nơi chỉ là những cảnh hoang tàn. Hàng Trọng Thị gửi đến quý khán thính giả bản tin trình đặc biệt sau đây. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược của Ukraine đã kết thúc cách đây 2 tháng với chiến thắng thuộc về Nga, sau khi hàng ngàn người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người buộc phải chạy trốn. Nhiều người trong số những người bị bỏ lại Mariupol giờ phải đối mặt với một cuộc chiến mới, đó là làm thế nào để sống sót. 5 cư dân được phỏng vấn bởi hãng thông tấn Reuters cho biết, cuộc tranh giành thành phố với dân số 430.000 người bên bờ biển Azov qua cuộc pháo kích đã biến thành thành phố là đống đổ nát, chỉ còn khoảng chục ngàn người ở lại. Trong chuyến thăm gần đây của các phóng viên Reuters là những người được tự do nói chuyện với người dân địa phương và không bị giới chức Nga hộ tống. 5 người cho biết họ đang phải vật lộn để sống còn trong giai đoạn đầy khó khăn của thành phố, mặc dù ban quản trị thành phố do quân Nga cài đặt tuyên bố đang tìm cách xây dựng lại đống đổ nát. Tatyana Khandedi nói, tất nhiên chúng tôi hy vọng điều tốt nhất, nhưng tất cả sự lạc quan đang mờ dần mỗi ngày. Bà ngồi bên ngoài một chiếc ghế đậu với những người hàng xóm chung quanh là những khu chung cư với cửa sổ bị thổi tung, những bức tường bao phủ trong lỗ đạn và vỏ đạn. Theo bà, thực tế khi cuộc giao tranh đang diễn ra, bà sử dụng những gì còn lại để sống còn. Bây giờ nỗ lực là sống sót để không bị chết đói. Trong số những tàn tích mọi người đang sử dụng là ấm đun nước, khoai tây chiên trên đống lửa mở trong sân của họ, bồn rửa chén treo trên tường của các khu chung cư bị phá hủy, buồng tắm không có nước máy để trên những pallet gỗ, và ở những nơi đồ đạc cá nhân của người dân vẫn còn, nằm trên đường phố, nơi chúng đã bị thổi bay bởi những vụ nổ làm thủng một số khu chung cư. Liên Hợp Quốc cho biết 90% các tòa nhà của thành phố đã bị phá hủy sau khi Nga sử dụng xe tăng, pháo binh và các cuộc không kích để cố gắng đánh bật lực lượng phòng thủ. Ít nhất 1.348 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 70 trẻ em, và con số cuối cùng có thể cao hơn hàng ngàn người. Phía Ukraine ước tính 22.000 thường dân đã thiệt mạng. Ngồi bên ngoài với con gái Sofia, bà Anna Malenko, 31 tuổi, phàn nàn rằng bà không có việc làm hoặc tiền để mua thức ăn, trong khi một người đàn ông tên là Roman chỉ vào một khu đất hoang dại đầy bê tông, từng là một sân cỏ xanh nơi hàng chục đứa trẻ vui chơi. Roman cho biết, bây giờ còn lại 2 hoặc 3 đứa trẻ ở đây, những kẻ thực sự không có gì để làm. Anh mô tả cuộc sống của mình là ngày của những con chó đất, một công việc hàng ngày đơn điệu liên quan đến việc nấu nướng trên đống lửa để kiếm thức ăn cho những người dân địa phương và những trẻ em khác. Tổ chức Y tế Thế giới và Ukraine cảnh báo rằng thành phố không có nước máy hoặc hệ thống thoát nước hoạt động, có nguy cơ bùng phát dịch tả vì rác và xác người thối rữa bên dưới đống đổ nát suốt mùa hè. Một số cư dân được phỏng vấn cho biết họ nhận ra mọi thứ có tốt hơn một chút kể từ khi giao tranh kết thúc, nhưng cho biết tình hình chung vẫn rất tồi tệ. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Saigon TV. Kính thưa quý vị, phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài Little Saigon TV. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị. Vy Anh và Thảo Tiên xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, một buổi tối ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại.